Hello anh em đã quay trở lại với channel của mình nha. Và lâu lâu thì chúng ta sẽ làm một trận đấu giao lưu giữa các anh em trong danh sách bạn bè của mình. Hôm nay một trận đấu 8-2 thì mình bảo 8 bác sĩ cho vui để xem là Hunter nó sẽ làm như thế nào và nó sẽ có cái gì đấy đối xử tệ bạc được không. Bởi vì cái khả năng chữa thương của bác sĩ cực kỳ bá đạo mà không cần phải nhờ đồng đội tới cứu. Đó là một cái đặc điểm rất là hay và mình muốn trong cái video này thì mình sẽ đăng tải cho các bạn cùng xem. Đặc biệt là 8 bác sĩ trong cái map thị trấn say ngủ nữa. Trời ơi, mình thì cũng chưa thuộc cái map này luôn. Thật sự nó quá là rộng và máy nó rải rác khắp nơi. Chỉ nhớ được một số cái máy cố định chủ yếu ở các vị trí xung quanh thôi. Còn nếu như mà ở giữa map mà tìm cổng cái thôn, thật sự là mình cũng chẳng biết cái cổng nằm ở chỗ nào. Ok, đây. Chúng ta chỉ cần quẹo phải là có một cái máy ở đây. Đấy, mình chỉ nhớ mỗi thế thôi. Không thể nhớ nhiều hơn nữa. Ok, có ai? Snow ai chưa gì bị bắt mấy thằng Hunter hỏi thăm rồi, xui vãi. Đi theo mình sửa máy phụ mình đây. Sửa máy khá là lâu. Map 82 sửa máy lâu cực kỳ luôn. Chơi bác sĩ mà nếu bị Hunter đập thì chúng ta chịu khó nhay Hunter một tí, đập ván xuống rồi tiếp tục trị thương, lại đập ván xuống tiếp tục trị thương. Cứ một chút một như thế. Kiểu gì kiểu chúng ta lành lặn bình thường, không cần phải nhờ đến ai khác, rất là khỏe đúng không? Và lâu lâu thì mình cũng sẽ tạo một cái trận đấu custom tùy chọn để giao lưu với tất cả các bạn. Dĩ nhiên trận nào hay sẽ đăng clip thôi. Trận nào mình sống mình sẽ đăng clip. Trận nào mà thua thì làm ơn mình cũng chẳng có đăng clip đâu. Người ta cười chết. Cho nên các bạn thông cảm. Ôi bà này bà cứ giật máy đỏ hoài. Biết ngay. Mình biết kiểu gì kiểu Hunter nó sẽ tới. Đây là một cái trò gọi là khiêu dụ Hunter, khiêu dâm Hunter. Trời ơi, nó thấy gợi cảm nó bay tới liền, các bạn thấy không? Đấy, hậu quả là bị Hunter dí. Ok, Senoa lên ghế rồi. Và có lẽ là mình phải chạy tới mình các bạn ấy xem sao. Nếu mà lên ghế hơi sớm thì rất là thiệt thòi, nhưng mà rất may đồng đội gần đấy cũng tới cứu, mình sẽ chăm chỉ ở đây sửa máy cho xong. Bạn Linh của chúng ta vẫn đang chật vật với gió mùa đông bắc do anh Jack tạo ra, đại gia Dubai. Ui ui, đông thế, hai ba thằng luôn, ui. Trời ơi, chết rồi. Là có cần phải đông vậy không trời? À. Trời ơi, một cái máy với hai ba thằng Hunter làm sao mà chạy được. Trời ơi, căng vãi nổi. Giờ hôm nay Jack chuyển sang móng tay dài các bạn. Đại gia Dubai của tôi sao bữa nay ăn mặc thường dân thế không biết. Rồi xong lên ghế chắc chắn. Trời ơi, có một cái máy, một con bác sĩ thôi mà hai thằng Hunter gì. Ông ra chỗ khác chơi đi ông ơi. Ông chơi 82 ông cam thì sao tôi sống được. Ông ơi, ông đi đi ông ơi. Đi ra chỗ khác chơi đi ông ơi. Trời ơi, ông đứng không cam cho tôi chết làm sao tôi sống. Đi đi, chỗ này không hoan nghênh ông. Ok, đi rồi. Và có lẽ chắc chắn đồng đội chúng ta sẽ cứu đây, bác sĩ kia. Cứu, cứu anh em ơi, cứu. Ok, bạn tốt của mình đây rồi, hay lắm. Cảm ơn baby, cảm ơn rất là nhiều luôn. Hôm lâu mình có xem một cái clip trận đấu 42 của những cái cao thủ ở bên Trung Quốc hay sao ấy. Họ mang 4 bác sĩ, trời ơi, cái con ma nữ nó cứ đánh một cái là 3 đứa bác sĩ còn lại nó bu vô, nó trị thương, coi cười ỉa luôn á. Trời ơi, nó... xem mà cứ buồn cười dùng cho mấy bạn trong team đấy. Nó cứ đánh xong rồi đầy máu, đánh xong đầy máu, công nhận. Cuộc đời nhiều khi nó éo le lắm. Nó kiểu chơi bác sĩ xong rồi xem thường Hunter ấy. Mình chưa đạt đến cái cảnh giới đấy, nhưng mà đôi khi mình chơi cũng thấy mắc cười. Game này ngày xưa nó mang tính chất kinh dị đối với người mới chơi thôi, còn bây giờ cảm thấy nó rất là bình thường. Đôi khi có những cái cảm xúc gọi là bực bội ấy, chứ không phải là sợ như ngày xưa nữa. Bực ở chỗ đó chính là lên ghế thì không ai tới cứu chẳng hạn, hoặc là lên ghế ngồi dã nhân tới cưỡi heo bay xung quanh mình rất là tức. Đó chỉ là những cái tức và những cái bực thôi. Còn bây giờ những cái yếu tố kinh dị cũng hết rồi, nó không còn như ngày xưa mình mới chơi nữa. Trời ơi, cái lúc đầu mình chơi bị thằng leo nó dí ấy, quá sợ muốn chảy ra quần luôn, chảy đái.
Ôi, nhưng mà càng lâu chơi thì cảm thấy cảm giác game này nó chỉ là một tựa game giải trí, nó không mang tính chất kinh dị nhiều lắm. Nó mang lại niềm vui, vui rất là nhiều. Ngày xưa chơi Liên Quân giờ mình bỏ luôn, mình đưa nick cho thằng em chơi. Nick của mình full tướng rồi, trăm sáu mươi mấy trang phục hay sao ấy, ba viên đá quý mà mình chán. Chơi game này vui hơn nhiều, game Liên Quân toàn chẩu, mẹ tranh len tranh mid đua các kiểu trên đời, nhiều khi thua thua cay đắng luôn. Vô cướp bùa xanh bùa đỏ cái bắt đầu AFK rồi đứng ở trong tế đàn trong bắt đầu đứng chửi ra. Mệt, game này bắt buộc phải chơi, giận dỗi gì cũng phải chơi. Đấy, máy sửa xong rồi má phê vãi. Anh em ơi đi theo mình. Ôi thằng Leo để một con búp bê ở đây. Ô ôi má, tính tới phá cái con búp bê đấy mà không may nó lại tới. Đau nha, đau nha. Hình như là trong cái chế độ tùy chọn này, cái map thị trấn ngủ quên nó vẫn để cái trường học các bạn ạ. Còn khi mà chơi ở những cái trận hạng hay là chúng ta chơi những cái trận đấu nhanh ấy, thì nó bị feed mất cái nhà trường học đi rồi. Rất là ok đấy. Lâu lắm rồi mình cũng chưa thấy cái trường học này, từ khi mà phiên bản mới cập nhật bây giờ. Ok, chúng ta sẽ sang đây trị thương đã. Sợ thằng Leo nó bay qua đây nó quật mình nữa mình chết dở luôn. Lên ghế bây giờ rất là nguy hiểm. Thời gian đếm ghế tên lửa rất là nhanh cho nên là mình phải cẩn thận. Nãy giờ mình cũng không thấy thằng Jack đâu cả. Không biết bạn ấy AFK hay là sao nữa. Nãy giờ không thấy đâu hết. Ok, chúng ta lại sang bên đấy góp vui thôi. Trời ơi, tá bác sĩ đúng nhây đúng nhề luôn. Xem nào, xem nào. Mẹ bố tiền sư lại giật bóng mẹ. Boom. Trời ơi, bạn ơi. Mình có mỗi cái súng để chơi đấy. Xem nào, chạy tiếp, chạy tiếp. Ai, ai ra mở cửa đi, mình nghe cho nó đi theo mình này. Ô, không quan tâm mình luôn. Bây giờ mục tiêu chỉ là cái cổng thôi. Ok, mình sẽ quay trở lại xem tình hình như thế nào. Trời ơi, trận đấu này Hunter đúng khóc nhè luôn. Má. Ôi ôi, nó đông như một cái hội chợ vậy. Kiểu gì cổng cũng sẽ mở đấy. Rồi, ok. Cổng mở nè. Trời ơi, cười ỉa mất. Ủa, bạn này ra chỗ khác chơi đi. Để mình đứng đây mình hóng hớt cái nào. Đừng có đuổi mình đi sớm. Đừng. Ôi dồi ôi. Thôi, có lẽ mình thoát sớm. Mình sẽ vào lại trận để mình xem là các bạn ấy sẽ đối xử với thân tơi thế nào trong khi cổng mở rồi. Kiểu gì cũng thắng thôi. Má nhìn tội nghiệp vãi. Bạn này vẫn đang trị thương. Bạn này sao còn núp đây? Có bóng bầu dục kìa. Ôi rồi sườn đầu ai quả bay đầy đầu. Súng thì dắt sao đít chạy long nhong nhìn buồn cười. Tếu không chịu nổi luôn. Xem nào, bạn làm gì? Ôi trời ơi, má ơi, hết pin hết pin. Má, một quả ăn kiểu đồng. Ôi trời ơi, bắn súng. Ôi tội tội vô cùng luôn. Bạn kia vẫn đang gọi điện về cho người thân, chắc chắn là mua súng hay mua gì rồi. Ok, bạn gọi xong rồi đấy. Ai chả ai chả. Đâu mẹ hai khẩu súng? Ai chơi? Ai chơi bạn đây? Ôi vãi cả lên hai súng. Bên này bác sĩ nó đổi nghề các bạn ơi, tay phủ của nó là điên cướp rồi. Ôi trời ơi má ơi. Ai cho tôi lương thiện rồi má ơi, ác 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 vãi cả lên ra trời ơi. Ui trời ơi. Trời ơi trời trời, tôi đến lại hồn cái ông vừa rồi luôn. Thôi chắc chắn là trận đấu thắng rồi. Và trận đấu rất là vui khi mà chúng ta ở dưới cái cổng mà chúng ta có thể tạo ra những cái tiếng cười rất là hay. Má, bác sĩ toàn chơi súng này. Ok, xin chào tất cả các bạn nha. Hẹn gặp lại.